Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, em chào mừng cô chú đến với kênh Chăm Sóc Đức Thắng. Cô chú có nhiều cô chú hỏi em là địa chỉ em ở đâu, vì lý do là em ít có nói địa chỉ em ở đâu cô chú, thì em xin đọc lại cho anh em cũng như cô chú nghe. Thì em thường thường em hay quên. Chỗ ở của em là ấp Minh Kiên nè, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Chỗ ở của em là nó còn có tên đó là chợ chuột đó cô chú. Chợ chuột của kênh 2 là cái tên ngày xưa của nó, còn bây giờ nó là chợ Minh Thuận. Rồi bữa nay em lên một ít mấy dầu, và trong đây thì em thấy ớt ớt nhiều cô chú, ớt ớt nhiều. Nhờ anh em cũng như cô chú tham khảo nha. Con đầu tiên đó là con dân mã ớt 80 nè, dân mã ớt 80. Cái máy này tụi em xịt dầu vô nhìn nó đẹp quá. Cái này ngoại hình thì nó liên lạc không cô chú, bộ có dầu quá trời đẹp luôn trời, bộ có dầu nó đẹp hết sức đẹp cô chú, mà nó gãy cái tay, nó gãy tay khóa dầu thôi chứ bộ này hết sức đẹp luôn, ly lượt còn trong dắt luôn. Bong bóng zin nó còn nè, chụp heo còn, mặt ra thấy còn rất là sáng sủa luôn, dây đèn là còn đầy đủ, mà không biết con đèn còn hay không thì không biết thế, nước nước còn cái mẻ trong này tiếng cô chú. Cái này thì nó không có đáng kể, cũng không ảnh hưởng gì trong máy. Chết nước thì khỏi nó ghê luôn, chết nước đẹp tuyệt vời luôn. Rồi nhờ em bỏ xuống đi được. Cái này nữa em sẽ gắn ống khác lại cho cô chú mình nha, em gắn ống khác. Thùng dầu thì nó vô dạng trên trung bình nữa cô chú, trên trung bình. Bóng đèn còn luôn, trá đèn còn luôn, nhìn thấy mới lắm. Có cắn mớp cái này tí thôi chứ, cắn mớp này, cái này mình kỹ tí xíu thì mở ra mình gọi lại. Còn máy thì nó thiếu bu ly cô chú ơi, bu ly của nó thiếu nè. Cái này cái tâm nó rất là đơn giản, nếu mà cô chú về bơm nước ruộng á thì mình dẫn cái tâm có đi D6 mình dấy cái lỗ lên là xài được. Còn số series của máy này là 46737 cô chú này, 46737. Cái ô lửa thì người ta có sơn phủ không cô chú. Cái chỗ cô chú quan tâm nhất là cái này nè, Napilab. Thì này em bao zin cô chú ha, nó nguyên si luôn, rất là đẹp cô chú, rất đẹp rất sạch. Rồi anh nhờ em chết hàng cho cô chú mình nữa thôi. Boe bể cô chú, nữa boe em sẽ gửi cô chú mình cái boe khác, lại boe khác. Em quá ní. Cái đèn không con? Không, cái đèn còn mới dữ lắm được. Đèn mới dữ lắm. Quá im rồi chứ, nổ im lắm, đây chưa ra tí khối rồi. Không được. Rất là đẹp luôn mà con đèn không cháy.
tuyệt vời luôn. Mình rút tay nha mọi người. Có máu là có tiền. Đèn sáng trưng rồi, con đèn đẹp lắm. Rồi em cũng xin báo giá cô chú mình nha. Cái máy này thì nhìn nó rất là khô ráo khất, rất là sạch sẽ cô chú. Giống như những anh trai tân vậy đó, đi đâu gọn gàng ngăn nắp nha, ăn mặc bảnh bao. Máy này thì vô dạng đó, rất là sạch, rất là khô. Máy này em bán cô chú là 6.3 bao ship cô chú. Cô chú nào mua mà cô chú tới cửa hàng bên em cô chú chở em thì em trừ lại 400, còn 5.9. Máy nổi im quá cô chú ơi, lốc rất là khô, rất là sạch. Đó tới 80 con đầu tiên cô chú, gió bao gì. Rồi tiếp tục là một con ếch, ếch mà này mấy mươi đi em cũng biết luôn. Này bạc đạn cô chú, này bạc đạn, này mấy mươi cho con trai 80 thôi. 80 đây, ở đó 80 chỗ lốc nó đẹp cô chú, dứt dán lốc hết sức đẹp luôn trai. Đây chú bong bóng nghiên cái dầu kia, người ta có dầu gãy nữa rồi, nhìn đẹp quá. Rồi ống còn nè, ống còn mềm nè, cái nút nước này cũng còn mới nè, boe còn, cái dè còn, trái đèn còn, mà bóng đèn đi hàng sớm rồi cô chú ơi. Hết sức cái lốc đẹp quá trời luôn. Máy này nó cũng bị thiếu bu ly đó cô chú ơi, máy này cũng bị thiếu tâm. Cái này bên em chỉ hỗ trợ tặng được cô chú cái tôm bơm nước ruộng nữa ha. Em hết tôm rồi, còn em sẽ tặng cô chú mình tại này hết tôm rồi cô chú ơi. Em tặng cô chú cái tôm bơm nước ruộng. Rồi cái lóc đẹp cô chú ơi. Cái này số CD của nó là 00513. 00513 cô chú. Ở đất 80. Này gió đạn đó nè. Còn máy thì em bao ghim cô chú này rửa ra đẹp lắm. Chắc chắn cô chú rồi, rất là đẹp luôn. Rồi anh nhờ em kết hàng cái máy này cho cô chú mình được. Cái này em bên em cũng hỗ trợ tặng cô chú mình cái tôm bơm nước ruộng cô chú. Còn cô chú bơm nước đầu bò là 2.8. Kéo
còn vô tay con ơi, vô tay một cái là máu chảy còn lông vô. Mày rồi em lên tiền cho anh. Anh ơi anh có thấy gì không chứ anh thấy là dầu văng vô mắt anh rồi, hết thấy rồi. Dầu có máy luôn. Cái này giờ giờ quay cái này cũng nào hết. Chắc là ngày nào năm sau nó hôm sau giữ xem. Quá trời luôn. Rồi em xin báo giá cho cô chú mình nha. Cái này là văn ma hết 80, là 8 ngựa bê tông 80 liên cô chú. Nếu kéo demo thì cô chú kéo demo có khoảng 3kg, 3,5kg là ok luôn á. Còn số series của nó là 00513. Mấy này em bán cô chú là 7,5kg em bao ship cô chú. Cái này em tặng kèm cho cô chú mình là cái tôm bơm nước ruộng cô chú ơi. Bị em hết tôm kia rồi. Em hết tôm bu ly rồi. Máy thì em bao gim cô chú mình nha, thịt heo đồ đầy đủ thôi cô chú. 7,5kg em bao ship, còn cái máy này là 6,3 cô chú. Cô chú nào làm được một trong hai này thì nhờ cô chú alo cho em nha. Rồi chào cô chú, cảm ơn mấy anh em nhiều nha.